DevaShop xin kính chào toàn thể anh em yêu thích bật nửa đu bông. Hôm nay em xin giới thiệu với các anh một mẫu bật nửa đu bông mang cái họa tiết hoa văn mạng lưới nhìn rất là độc lạ. Anh em thấy rõ không ạ? Họa tiết hoa văn hình mạng lưới nhìn rất là sang trọng, rất là độc lạ này. Và đặc biệt là chiếc đu bông này mang cái màu sắc thuần chủng của cái hợp kim nguyên khối là màu bạc, cho nên anh em không sợ bị phai màu. Và đặc biệt là cái họa tiết hoa văn mạng lưới này thì giúp anh em không bị bám vân tay anh em nhé. Cầm vào không bị bám vân tay này. Và về phần mộc đáy thì chiếc đu bông này cũng như những chiếc đu bông khác thì được khắc sâu dòng chữ Estil Đu Bông Paris, thương hiệu của hãng bật lửa này. Và một bên lẫy chỉnh to nhỏ nửa cho bật lửa và một bên để bơm ga cho bật lửa đu bông. Về phần âm thanh thì chiếc đu bông này gọi là tuyệt vời, trên cả tuyệt vời. Đây anh em nghe thử này, cực kỳ âm, nửa nên cũng rất là nhạy, rất tuyệt vời. Deva, thắp sáng cuộc sống của bạn.